Nếu các công đoạn trước đây đòi hỏi ở người thợ tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì, thì công đoạn ghép tranh còn đòi hỏi cả sự khéo léo và óc thẩm mỹ nữa. Hầu hết các bức tranh ở đây đều được ghép từ nhiều chiếc lá bồ đề. Những bức nhỏ ghép từ vài chục đến cả trăm chiếc lá, còn những bức to có khi đến cả nghìn chiếc lá. Thời gian ghép một bức tranh dao động từ 4 tiếng, 5 tiếng đến 4-5 ngày, tùy thuộc vào kích thước và độ tinh xảo của bức tranh. Khi mình sắp xếp lá thì nó sẽ rất là tỉ mỉ và chi tiết và cũng yêu cầu phải cẩn thận. Để mình giữ được khoảng cách giữa các lá vừa đều vừa đẹp thì mình sẽ phải dùng thước. Mình đo làm sao cho khoảng cách nó thật là đều. Và cái khoảng cách giữa các lá trên và lá dưới nó cũng phải có một khoảng cách giữ tương đối đều. Thì khi mình nhìn thì nó mới thành một bức tranh đẹp. Từ nguyên liệu xương lá bồ đề, người thợ ở đây còn sáng tạo ra hơn 20 sản phẩm khác như in hình Phật, in chữ lên lá bồ đề để làm quà tặng, rồi thiệp từ lá bồ đề. Ban đầu chúng tôi chỉ có những chiếc lá nguyên bản, chỉ có sơn phủ và có thể mọi người có thể kẹp vào sách để làm đồ lưu niệm. Sau đó phát triển một bước nữa là ép plastic để cho nó giữ được lâu và những chiếc lá nhỏ có thể làm ốp lưng điện thoại, đục lỗ và làm những chiếc móc treo để mọi người có thể treo trên ô tô. Và cứ tiếp theo đó, mỗi thành viên trong nhóm nghiên cứu lại nghĩ ra một ý tưởng sản phẩm khác nhau, như là ban đầu là làm những bức tranh nhỏ, bức tranh để bàn với 1 đến 2 chiếc lá. Sau đó lại đến những chiếc những bức tranh lớn hơn, có thể ghép từ hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn chiếc lá. Và chúng tôi còn học hỏi những ý tưởng của các nước bạn, ví dụ như là Nhật Bản thì họ dùng xương lá bồ đề để làm thay cái lọc trà. Đó cũng là một ý tưởng rất hay. Nhuộm vàng thật, vàng 14K để cho chiếc lá nó trở thành một cái chiếc lá như là chiếc lá kim loại ạ. Rất là cứng và lấp lánh. Và như thế thì mọi người có thể đem theo mình như một vật may mắn hoặc là treo ở nhà. Hoặc là tặng bạn bè, đựng trong những chiếc phong bao rất là đẹp. Các cái sản phẩm lá bồ đề thì nó cũng có một cái đặc thù rất riêng biệt của Ninh Bình. Đấy, đó là cái yếu tố của tỉnh du lịch. Đấy, và gắn với cái tâm linh núi chùa Bái Đính mà nổi tiếng. Năm 2020 thì Ninh Bình sẽ được chọn là cái điểm tuần du lịch quốc gia. Đấy, và sẽ đón rất nhiều du khách không chỉ trong nước mà kể cả nước ngoài. Thì đây là một trong những cái tiềm năng rất lớn và đặc biệt là nó sẽ là một cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình, du khách có thể mang đi. Và cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là đối với bạn bè, nhất là bạn bè quốc tế, thì cái lá bồ đề nó cũng gần như tiếng nói chung ấy. Đối với cái Phật Pháp thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn bè quốc tế quan tâm đến cái lá bồ đề và những sản phẩm từ lá bồ đề. Tranh từ xương lá bồ đề nói riêng và các sản phẩm từ lá bồ đề nói chung của vùng đất Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, nơi có khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo của những người con sinh ra và lớn lên ở đây. Thực sự là bất ngờ. Bởi vì chúng tôi cũng biết đến lá bồ đề, cũng biết truyền thuyết của lá bồ đề. Đấy, tuy nhiên thì để sáng tạo ra các cái sản phẩm từ lá bồ đề thì thực sự là bất ngờ. Và cũng cảm thấy các bạn ấy rất là sáng tạo. Chiếc lá bồ đề thì chúng ta có thể thấy là cái mạng lưới gân lá có hình thù rất là đẹp, mà như tôi đã nói là giống như cánh của con chuồn chuồn vậy. Chúng tôi rất là ngỡ ngàng với vẻ đẹp đấy. Và hơn nữa là nó còn có phần đuôi lá, đó là một phần rất quan trọng. Nó giống như là người theo đạo Phật, người đang chắp tay đối với Phật Tổ. Và đó cũng là một cái hình dáng rất rất là đặc trưng, rất là độc đáo mà chỉ có lá bồ đề mới có.
Khi mà mình làm tranh thực sự là mình cũng thấy rất là cuốn hút và đam mê ạ. Khi mình làm hoàn thiện bức tranh thì mình nhìn thấy thành quả của mình làm ra thì rất là đẹp và cũng được nhiều người biết đến và ưa thích ạ. Tại vì nó sẽ giống như một bức hoa thật là to và được treo lên những nơi mà được nhiều người ngắm ạ. Tranh và các sản phẩm lưu niệm từ xương lá bồ đề không chỉ tận dụng được thế mạnh vùng nguyên liệu, thế mạnh về nhân sự lao động thủ công của địa phương, mà còn tạo ra sản phẩm quà tặng đặc trưng mang tính tâm linh của vùng đất Ninh Bình. Thank you.